Sau hơn 10 ngày đưa vụ án ra xét xử và nghị án vụ án giúp Phan Văn Anh Vũ thâu tóm đất đai tại Đà Nẵng liên quan đến hai cựu chủ tịch thành phố này về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại thành phố Đà Nẵng. Vào chiều ngày hôm nay 13 tháng 1, Hội đồng xét xử Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án với 21 bị cáo. Theo đó, Hội đồng xét xử khẳng định đủ căn cứ xác định Phan Văn Anh Vũ có quan hệ với lãnh đạo Đà Nẵng, đặc biệt là Cố Bí Thư kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Đà Nẵng. Các vụ án khác cũng thể hiện Vũ có quan hệ với lãnh đạo cấp cao như tại Bộ Công an, nên lợi dụng danh nghĩa công ty Bình Phong của Bộ Công an để thâu tóm nhà đất. Hành vi nêu trên của các bị cáo Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến, Phan Văn Anh Vũ và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 22.047 tỷ đồng. Trong đó thiệt hại tại 22 nhà đất công sản là hơn 2.422 tỷ đồng và tại 7 dự án đất là hơn 19.625 tỷ đồng. Từ các căn cứ trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Văn Minh sinh năm 1955, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng 17 năm tù. Bị cáo Văn Hữu Chiến sinh năm 1954, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng 12 năm tù. Phan Văn Anh Vũ 25 năm tù, cộng án cũ 30 năm tù thành 30 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 18 tháng cho đến 4 năm 6 tháng tù giam. Trước đó vào khuya ngày 12 tháng 1 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe tải. Tài xế xe tải may mắn thoát chết trong chiếc xe bị biến dạng. Phương tiện bị hư hỏng nặng sau tai nạn. Người dân chứng kiến tại hiện trường vụ tai nạn kể lại, vào khoảng 23 giờ 50 phút ngày 12 tháng 1, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 51C48117 do tài xế Trương Quốc Đạt sinh năm 1974, ngụ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát 51R01465, chở dầm cầu bằng bê tông cốt thép dài khoảng 38 m trên xe, đang lưu thông trên đường tỉnh 870B ra quốc lộ 1A. Khi xe đầu kéo ra đến đoạn quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, thì tiếp tục rẽ trái để lưu thông theo hướng đi thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Trong lúc xe rẽ trái qua đường thì đoạn dầm cầu bê tông nằm chắn ngang quốc lộ 1A. Cùng thời điểm này, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 63C04952 chở tôm giống trên xe đang lưu thông theo hướng miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh không thắng kịp nên tông mạnh vào gầm cầu. Sau cú tông mạnh, xe tải bị vỡ nát phần đầu, còn thùng xe dính vào gầm cầu, tôm giống đổ tràn lan ra đường. Tài xế xe tải may mắn thoát chết trong chiếc xe tải bị biến dạng. Ngoài ra, vụ tai nạn này còn làm hàng loạt phương tiện lưu thông qua nơi này bị ùn ứ kéo dài trên đường. Vào thời điểm xảy ra tai nạn thì tài xế xe đầu kéo đã không xuất trình được giấy phép vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng do cơ quan có thẩm quyền cấp phép vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng. Nhiều người dân nơi này bức xúc khi thấy xe đầu kéo chở hàng quá nguy hiểm mà không có đèn cảnh báo nguy hiểm bên hông nhằm cảnh báo cho người đi đường biết để né tránh. Trước đó vào ngày 5 tháng 1, người dân phát hiện hai xe đầu kéo 51C48117 và 51C48009 đang chở hai dầm cầu dài khoảng 38 m lưu thông trên đường và có nguy cơ không an toàn cho người dân khi tham gia giao thông nên đã trình báo cơ quan chức năng. Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang đã chặn dừng hai phương tiện để kiểm tra. Tại thời điểm đó, tài xế điều khiển hai phương tiện này không xuất trình được giấy phép vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng nên cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý theo quy định. Đưa ra điều luật cấm nhằm điều chỉnh một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người cần có thời gian. Tuy nhiên, bên cạnh sự ra quân quyết liệt của ngành chức năng, điều quan trọng nhất là mỗi người dân cần thay đổi suy nghĩ, bởi không uống rượu bia chính là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bản thân và toàn xã hội. Việc tăng mức xử phạt với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của đông đảo dư luận xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh dân nhậu thì những người buồn không kém đó chính là chủ của các nhà hàng, những quán bia, quán rượu. Hơn 10 ngày qua chứng kiến doanh thu sụt giảm tại rất nhiều quán nhậu vì nhiều người sợ bị phạt. Để thích ứng với tình huống mới, nhiều chủ quán đã nghĩ ra các dịch vụ đưa khách về sau khi nhậu say. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại Hà Nội. Ghi nhận tại nhà hàng này ngay từ chiều sớm, đã có nhiều khách hàng đến để đặt bàn liên hoan, tổ chức sinh nhật, tất niên. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nhiều khách hàng, đến với quán trên có dịch vụ đưa người say về nhà. Xe thì có thể gửi lại quán, hôm sau đến lấy. Người tất nhiên thì cũng là một buổi để gặp lại các anh em trong công ty, nằm nhìn lại những công việc làm được và chưa làm được thì cũng giao lưu. Khi đến quán này thì cũng có quán có cái dịch vụ là uống, khi mà tiệc tùng thì cũng không tránh khỏi bia rượu, thì khi mà rồi thì cũng có nhà hàng thì có cái dịch vụ là đưa đón về khi mà khách có yêu cầu. Bởi nghe bản thân tôi hôm nay có kế hoạch đi tất niên như thế này thì sáng tôi cũng đã đi xe Grab đi làm và ra đây, và khi về tôi cũng sẽ bắt Grab. Mà nếu mà có dịch vụ nhà hàng mà có dịch vụ này thì tôi sẽ sử dụng luôn cái dịch vụ đấy, rất tốt cho mình, rất là tiện lợi. Dịch vụ đưa người uống rượu bia về nhà là nhà hàng kết nối giữa người vừa uống rượu bia với tài xế. Trong nhóm này, người cần đưa về cung cấp thông tin về nơi ở, còn tài xế phải cung cấp số điện thoại và phải có bằng lái xe. Khách hàng dùng điện thoại để quét mã kết nối với tài xế, hoặc chính nhân viên nhà hàng sẽ thực hiện việc quét mã đặt xe cho khách hàng và theo yêu cầu đưa về bằng xe máy hay ô tô. Dịch vụ nó rất là thiết thực và cũng làm cho những người, ví dụ như là người vợ hay là người, tức là những người thân trong gia đình nhà mình ấy, được bảo vệ tốt hơn. Tôi thấy là cũng có rất là yên tâm bởi cái dịch vụ như này. Thì cũng rất là hy vọng là trong thời gian tới các cái dịch vụ như này sẽ phát triển được rộng hơn. Thì có thể là khi mà người nhà mình đi đến đâu cũng sẽ cảm thấy là yên tâm và an toàn hơn. Bố nữa thì thường hay đi nhậu như thế, mà đi xe thì rất là nguy hiểm. Thế là khi mà có cái dịch vụ này thì có thể là có những người, có các bác tài xế đưa đi thì tôi sẽ an tâm phần nào hơn. Cũng như là cái việc sẽ cảm thấy được an toàn, mà đi ở trên đường đi nhậu mà thì sẽ rất là hay đi về muộn. Thì khi mà có người đưa đi đón về như vậy thì tôi sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Cái việc này thì sẽ đảm bảo rất nhiều yếu tố, trong đó một yếu tố rất quan trọng là an toàn. Yếu tố thứ hai mà bên mình cũng rất chú trọng đó là khách hàng sẽ không cảm thấy buồn. Đây tức là gì? Tức là nhà hàng mình tạo ra một cái giả sử duy nhất là đã để vui. Thế thì bây giờ khách hàng đi về, nếu mà gọi là bị công an thổi nồng độ cồn mà bị phạt tiền thì cũng không vui. Còn nếu mà xảy ra những tình huống tai nạn thì đó một điều rất là đáng tiếc. Vì vậy là bên nhà hàng là ngay lập tức đã phải có những cái phương án để giúp cho khách hàng là về an toàn nhất, và cũng hai là không bị tránh bị mất tiền. Từ khi Nghị định 100 Nghị định Chính phủ có hiệu lực, đã có bước đầu tích cực việc hạn chế xảy ra tai nạn giao thông do uống rượu bia trong một tuần đầu triển khai. Để không vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, dịp cuối năm, tất niên, liên hoan, nhiều người đã lựa chọn các phương án đi xe ôm hay công nghệ về. Dịch vụ đưa người say về nhà cũng đang nở rộ tại Hà Nội. Trong những ngày này, tại các cảng cá ở các vùng ven biển của tỉnh Hà Tĩnh, tàu thuyền tấp nập. Bà con ngư dân ở các xã vùng ven biển đang vươn khơi bám biển, khai thác thủy hải sản, đánh bắt được hàng trăm tấn cá các loại, đưa lại nguồn thu nhập không nhỏ cho bà con ngư dân trong những ngày đầu năm. Cùng đến với những hình ảnh hối hả kèm lộc biển sau nhiều ngày bám biển của bà con, qua chia sẻ của khán giả Nhật Bảo, số điện thoại 0919 3 số cuối 199. Theo bà con ngư dân ở các vùng ven biển cho biết, trong những ngày đầu năm vừa qua, cao điểm có nhiều tàu bắt được hàng tấn cá các loại. Ra quân đầu năm, đúng dịp vào mùa cá mà trời yên biển lặng, khiến bà con ngư dân ở các vùng ven biển của tỉnh Hà Tĩnh rất vui mừng và phấn khởi. Ngoài cảng Cửa Sót ở Lộc Hà, trong những ngày vươn khơi đầu năm, nhiều vùng biển khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, bà con ngư dân cũng đánh bắt được sản lượng cá khá lớn. Sau khi bán cho các thương lái, bà con ngư dân nơi đây lại tiếp tục hối hả vươn khơi. Không chỉ ra khơi với niềm hy vọng cá nặng lưới đầy, trong chuyến biển đầu năm, người ngư dân còn mang theo niềm tự hào và trách nhiệm với chủ quyền biển đảo quê hương. Đây là một tín hiệu khởi đầu đáng mừng, hứa hẹn một năm đánh bắt thắng lợi cho bà con ngư dân ở tỉnh Hà Tĩnh. Tại các vùng ven biển ở tỉnh Hà Tĩnh trong những ngày này, hàng trăm tàu thuyền đang vươn khơi trở về, mang theo hàng chục tấn cá các loại cập bến. Số cá này nhanh chóng được các tiểu thương thu mua, một phần đưa đi bán ở các chợ đầu mối, một phần đem về kho đông lạnh để phục vụ bà con trong dịp Tết Nguyên đán và tháng Giêng sắp tới. Do mỗi năm chỉ xuất hiện một lần nên người dân thành phố biển Nha Trang lại thích thú trước sự xuất hiện rực rỡ của một phố đèn lồng, nhuộm đỏ cả một đoạn đường gần bùng binh đường Lê Thánh Tôn và Đinh Tiên Hoàng. Mời quý vị cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh ấm áp, tràn ngập không khí mùa xuân qua clip được khán giả Vũ Văn Hội có số điện thoại 0904 3 số cuối 914 chia sẻ tới chương trình. Mỗi năm, cứ đến ngày rằm tháng Chạp, người dân thành phố biển Nha Trang lại thích thú với sự xuất hiện của một phố đèn lồng nhuộm đỏ cả một đoạn đường gần bùng binh đường Lê Thánh Tông và Đinh Tiên Hoàng. Đoạn đường phố đèn lồng có hơn 10 cửa hàng với hàng trăm đèn lồng lớn nhỏ treo choáng ngợp, nhuộm đỏ cả một đoạn đường. Nơi đây đã trở thành điểm đến không thể bỏ qua của người dân thành phố biển Nha Trang và du khách mỗi khi Tết đến xuân về. Đây còn được coi là nơi thu hút các tay săn ảnh thỏa sức chụp và lưu lại nét đẹp sắc của ngày Tết. Nhiều thiếu nữ áo dài thướt tha tạo dáng bên các dải đèn lồng để các thợ ảnh liên tục bấm máy, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất, tươi tắn nhất trong không khí đón Tết cổ truyền của dân tộc. Do mỗi năm chỉ xuất hiện một lần nên phố đèn lồng nơi đây đã gây được ấn tượng sâu sắc đối với người dân thành phố biển, nhất là đối với những du khách, những người Việt xa xứ về quê ăn Tết. Khi có mặt tại thành phố biển Nha Trang trong những ngày đón Tết cổ truyền xuân Canh Tí năm nay. Công tác chuẩn bị hoa cảnh để cung ứng dịp Tết đang được các nhà vườn ở các làng hoa nổi tiếng của miền Tây ráo riết vun trồng, chăm sóc trong giai đoạn nước rút. Qua đó cũng cho thấy thị trường năm nay có nhiều dáng kiểu mới lạ. Khán giả Phan Thu Phương có số điện thoại 0963 3 số cuối 967 cho biết, năm nay làng hoa kiểng Cái Mơn thuộc huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre có xuất hiện rất nhiều loại kiểng tạo hình, bonsai, mai vàng và hoa Tết. Những ai yêu thích quất cảnh hay tắc kiểng cũng sẽ có nhiều bất ngờ thú vị qua những tài hoa của người trồng kiểng đã cho ra những chậu kiểng vô cùng độc đáo. Đi dọc tuyến quốc lộ 57 từ xã Hưng Khánh Trung Bê đến xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách sẽ bắt gặp nhiều chậu kiểng tắc được tạo dáng thành hình cây thông, tháp tầng, thậm chí là chiếc bình siêu khổng lồ hay những chú chuột vô cùng độc đáo. Những sản phẩm này được xem là độc quyền nhiều năm qua của nghệ nhân ở làng nghề hoa kiểng Chợ Lách. Anh Nguyễn Văn Thành, nghệ nhân có hơn 10 năm trồng tạo hình từ tắc kiểng cho biết, bình thường gia đình anh chuyên làm cây công trình, nhà lục rác, hàng rào bằng cây si. Nhưng đến Tết thì làm thêm cây quất uốn thành hình thú để đáp ứng nhu cầu thị trường. Giá bán một chậu kiểng tắc đã tạo hình dao động từ 1 triệu đến gần chục triệu đồng, tùy theo hình dáng lớn hay nhỏ. Dự kiến trong dịp Tết năm nay, anh cung cấp ra khoảng hơn 30 con chuột tạo hình và 2 cặp bình cao 2,8 m là điểm nhấn nổi bật của vườn kiểng. Này thì mình phải làm thì nó cực nhưng mà lợi nhuận nó cao hơn. Nói chung mình giao nhiều năm thì mối mang giờ quá trời ta đặt mình làm không kịp thôi. Bên cạnh mặt hàng tạo hình từ tắc kiểng, thị trường bonsai hoa giấy cũng hút hàng không kém. Tiêu biểu có thể kể đến cơ sở của ông Phạm Văn Màu tại xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách. Có chậu nào chú đang làm không chú? Cái chậu nào độc nước không? Cây này bao nhiêu cây lại? Cái cây hình thú mình tạo theo cái cây hình thú, rồi cái cây dáng trực thì mình tạo tứ diện. Bông giấy chủ yếu là cây hoa nhiều, rồi vàng gốc nữa, vàng gốc đẹp thì mình tạo theo cái thế của cái vàng gốc của nó. Ở Vĩnh Long. Làm sao mới hoàn thành mới đẹp. Tại sao nó mất thời gian lắm? Trong dịp Tết năm nay, ông cung cấp ra thị trường hơn 700 chậu bonsai hoa giấy cẩm thạch và hoa giấy thường, trong đó loại hoa giấy cẩm thạch vẫn được ưa chuộng nhiều nhất.